trùng khơi đi tìm ai. Rằng em đâu hay biết khi mà đêm nghe ngang qua đời này tan thành mộng mơ, nắm tay nàng đời như thơ. Dịu em khi thấy em ngày ấy xanh nhạt trong cuộc đời, gặp em trong giấc mơ mưa tôi đã rơi trên mắt của người. Từng dòng tin nhắn kia chỉ để thấy nụ cười và được cùng em có thể biết cuộc đời, vì anh đã say đắm trong sẽ không còn chỉ khi nào muốn theo em mãi để được sống tồn. Muốn nói với em một